Chúng ta hãy cùng nhìn lại đêm huyền diệu và linh thiêng ấy qua bản nhạc Ba Vua Đăng Trình và Hang Bethlehem có phần thể hiện của Tam Ca Angelo Band, một nhóm nhạc hiếm có quy tụ tất cả các thành viên là những tín hữu Kitô. Xin mời cộng đoàn dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào Tam Ca Angelo Band. Em chúng con xin được kính cảm ơn quý cộng đoàn rất nhiều. Trước hết nhóm Angelo Band chúng con xin được gửi lời chào đến quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ và đặc biệt quý cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện hôm nay.
một lời chúc tuyệt vời và một đêm nghe nhạc thánh ca an lành ạ.